đây là lần đầu tiên em xem video của Khánh, Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tính quận 12 chuyên phân phối các dòng xe tải Hino. Thì hiện tại trước mắt anh em đây là một cái mẫu phiên bản xe Hino 700 thuộc phân khúc series 700 của dòng Hino đầu kéo. Và anh Đoàn là anh đã hỗ trợ cho bên công ty Hải Châu. Hiện tại thì đang hướng dẫn cho bên công ty Hải Châu về cách sử dụng dòng xe Hino đầu kéo cũng như là cái chi tiết và các bộ phận quan trọng cần lưu ý khi mà sử dụng dòng xe đầu kéo Hino 700 này nha. Thì hiện tại bên công ty Hải Châu thì hiện tại đã tin tưởng và ủng hộ bên dòng sản phẩm Hino Đại Phát Tính, bên Hino Đại Phát Tính Khánh. Hiện tại khi mà mua dòng đầu kéo Hino 700 thì sẽ được tặng cái voucher 20 triệu để anh em sử dụng mua cái mọt tăng thanh này nha. Hiện tại thì mọt tăng thanh đây là dạng mọt thùng và có mui bạc phủ thì rất là phù hợp cho mình chở những mặt hàng ba lét hoặc là mặt hàng cần cái không gian mở đấy, và cần cái không gian để anh em giữ kính tránh bị mưa hoặc là nắng nha anh em. Thì hiện tại mọt đây là dạng mọt 30 và tại chiều dài của nó rơi khoảng 40 feet 30, chiều dài của nó khoảng 13 nha anh em. Thì hiện tại đây là phía dưới của nó về mọt tăng thanh, thì mọt tăng thanh hiện tại sẽ được bảo hành 3 năm và về số tải trọng cho phép chở của nó đây, tải trọng cho phép chở của nó là 31,785, tổng tải của nó là 39,805, trọng lượng bản thân là 7 tấn 3. Và dòng đầu kéo Hino hiện tại là mẫu 2019 nha anh em, sử dụng tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 2 cọc 6x4. Về phần xe đầu kéo Hino 700 thì hiện tại tải trọng cho phép chở của nó hiện tại anh em có thể thấy là 14 tấn 850, trọng lượng toàn bộ của nó là 23,780, khối lượng kéo theo của nó hiện tại cho phép chở là 38,850 nha anh em. Đây là mẫu Hino đầu kéo 700. Thì nhiều dòng video trước thì Khánh cũng có giới thiệu cho anh em về cái dòng đầu kéo Hino 700 này rồi. Thì hôm nay thì Khánh công bố lại cái chương trình khuyến mãi về dòng đầu kéo. Hiện tại vào quý 4/2020 áp dụng từ ngày 1/10/2020 cho đến 31/12/2020 thì hiện tại đang chương trình khuyến mãi đầu kéo là về thời gian bảo hành lên đến là 120.000 km. Trước kia chị bảo hành cho mình là 90.000 km thôi nha nè, bảo dưỡng cấp bảo dưỡng chỉ 90.000 km, hiện tại lên đến là 120.000. đó là các móc như 5.000, 30.000, 60.000, 90.000 và 120.000. Về bảo hành thì sẽ được bảo hành chính hãng tại Hino Đại Phát Tính và thời gian bảo hành đó là lên đến 12 tháng. Riêng về khuyến mãi vào quý 4/2020 thì hiện tại dòng sản phẩm Hino đầu kéo đang có chương trình khuyến mãi lên đến đó là 40 triệu. Và ngoài ra hiện tại anh em sẽ được tặng cái voucher 20 triệu để mua mọt tăng thanh, hoặc anh em mua mọt tăng thanh sẽ được tặng 20 triệu để mua đầu kéo Hino nha. Thì hiện tại anh tài xế của bên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Hải Châu RMC ở khu vực Bình Dương đã đến nhận xe. Tại xe đã ra biển số và đã đăng ký đăng kiểm cũng như là về phần mọt và phần xe đầy đủ luôn nha anh em. Hiện tại thì anh tài xế đang test lại về cái quá trình sử dụng của đầu kéo Hino. Thì hiện tại thì những dòng đầu kéo khác thì bên công ty Hải Châu nhiều anh em đã sử dụng rồi, nhưng riêng về dòng kéo Hino thì có một số anh em chắc hẳn chưa sử dụng và cũng chưa có nắm rõ về cụ thể. Thì Khánh sẽ làm một cái video về cái trang thiết bị nội thất bên trong cũng như là quá trình vận hành vào số của phiên bản đầu kéo Hino 700 này cho anh em xem. Đây, nãy lái khá là điêu liền. Chuẩn bị đi ra ga. Hiện tại thì bên Hino Đại Phát Tính Khánh bàn giao cho công ty Hải Châu ở khu vực Bình Dương về dòng xe đầu kéo Hino 700. Thì hiện tại mẫu đầu kéo Hino 700 khá là được nhiều quý khách hàng cũng như là quý doanh nghiệp và công ty tin tưởng và ủng hộ về chất lượng sản phẩm, về chế độ hậu mãi cũng như là chương trình ưu đãi cho quý khách hàng khi đầu tư trên dòng xe Hino đầu kéo thuộc phân khúc series 700 này. Đây là mẫu 2 cầu nha anh em, 6x4. Đây là mẫu 2 cầu 6x4. Anh ấy lái khá là nhẹ nhàng. Và hiện tại thì về dòng đầu kéo Hino thì khi mà anh em sở hữu bằng FC thì anh em có thể lái trên phiên bản Hino đầu kéo này.
xe lăn bánh về 61H, biển số là 61H00782 nha anh em. Đây. Một mình anh tài xế có thể lái cũng như là có thêm anh lơ xe khá là đẹp trai. Đây. Thì ngoài ra thì hiện tại tại Hino Đại Phát Tính quận 12 ở địa chỉ 1286 quốc lộ 1A phường Thế An quận 12 khách đang có nhiều chương trình ưu đãi cho quý khách hàng đầu tư dòng xe Hino từ 1,5 tấn cho tới 15 tấn kể cả đầu kéo Hino 700 nha anh em. Dòng xe nhập nguyên chiếc từ Indonesia vẫn được chương trình khuyến mãi, cũng như là dòng xe CD 3 cọc vẫn được chương trình ưu mãi. Thì anh em muốn biết chi tiết hơn thì hãy liên hệ với Khánh qua số hotline 0938 285259, Khánh đã trên màn hình thì Khánh sẽ tư vấn cũng như là giới thiệu chi tiết hơn cho anh em. Thì Khánh cũng vừa giới thiệu cho anh em về cái phiên bản Hino đầu kéo 700 cũng như là chương trình khuyến mãi vào quý 4. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn xem xe hoặc trải nghiệm xe thì hãy đến địa chỉ 1286 quốc lộ 1A phường Thế An quận 12, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tính. Anh em cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào.